nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Kính thưa cộng đoàn, từ trưa đến giờ, mạng xã hội Facebook tràn ngập những thông tin thật buồn về sự ra đi đột ngột của thầy du xe Đặng Ngọc Mỹ, chủng sinh đại chủng viện mẹ vô nhiễm Bùi Chu. Thầy qua đời do bị tai nạn giao thông. Trong tâm tình hiệp thông, xin quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn thầy du xe được mau hưởng nhan thánh Chúa. Trên trang giáo họ Cầu Tranh có báo tin, Chúa đã thương gọi thầy về, xin mọi người dâng lời cầu nguyện cho thầy du xe Đặng Ngọc Mỹ, chủng sinh năm thứ 6, đại chủng viện mẹ vô nhiễm Bùi Chu. Thầy qua đời do bị tai nạn giao thông khu vực thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định, vào lúc gần 11 giờ trưa ngày 6 tháng 11 năm 2022. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn thầy du xe được nghỉ yên muôn đời. Kính thưa cộng đoàn, thầy ra đi để lại cho gia đình, cho giáo xứ, giáo phận Bùi Chu một mất mát lớn và niềm tiếc thương vô hạn. Hay tin thầy ra đi, ai cũng bàng hoàng xót xa, tiếc thương cho một người con, người anh em ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, với bao dự định còn dang dở trên con đường ơn gọi. Thầy Vincente Nguyễn có chia sẻ, 12:00 trưa ngày 6 tháng 11 năm 2022. Alo, anh đã ngủ chưa? Cuộc điện thoại của một người anh em. Có chuyện gì vậy? Anh có nghe thấy chuyện gì không? Giọng em trầm chậm. Thầy Mỹ lớp anh vừa mới qua đời. Thật không? Có nhầm không vậy? Tôi hốt hoảng. Tai nạn giao thông anh ạ. Tôi tắt máy, tôi chẳng dám tin đó là sự thật. Tôi lướt từng trang mạng, nhắn tin cho mọi người để xác minh. Đăng Văn Mỹ, 18L1333XX. Biển số xe. Tôi hình dung ra mọi thứ về anh, những kỷ niệm đầy ắp cứ tuôn về. Tôi và anh sống cùng nhau 4 tháng lớp tiền và 3 năm triết học. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhưng anh lại là một người rất chững chạc. Dù là người lớn tuổi hơn trong lớp, nhưng anh luôn luôn cố gắng, chăm chỉ để học tập, tu luyện. Những ngày ôn thi, anh em lớp tôi luôn động viên nhau cố gắng và thầm mong ước để trở thành linh mục. Ngày tôi lên đường sang Canada, anh không quên gọi cho tôi và nhắc nhở, cố gắng lên em nhé, những lúc buồn, nhớ nhà hay mệt mỏi vì học hành thì hãy luôn nhớ tới lý do mình lựa chọn. God bless you là một lớp trưởng gương mẫu, anh luôn luôn động viên và quan tâm đến từng anh em. Mỗi khi anh em trong lớp có việc gì nhờ, anh sẵn sàng giúp đỡ, không sợ khó, sợ khổ, anh là một người anh mẫu mực. Ngày bố tôi mất, anh đã cùng với anh em trong lớp về tổ chức và lo liệu tang lễ cùng với gia đình tôi. Hơn ai hết, anh hiểu được hoàn cảnh của những người con mất bố. Anh đã động viên, sẻ chia và giúp tôi vượt qua những khó khăn trong những năm đầu đời chủng sinh. Ngày anh lên nhập trường, anh gọi điện và nhắc nhở. Anh lên nhập học đây, hẹn gặp lại, cầu nguyện nhiều cho nhau. Thế mà hôm nay anh lên đường. Anh không có một lời dặn dò với mẹ anh, gia đình anh và cả các em. Anh đã chẳng hẹn tôi một ngày hội ngộ. Anh đã ra đi dù quá vội vàng nhưng chọn đời chủng sinh. Em tin rằng Chúa đã có dự định trên cuộc đời anh. Chắc chắn gia đình anh em trong lớp và những ai biết về anh cần một thời gian để nguôi ngoai. Nơi phương xa, tôi xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến anh. Tôi tin rằng dù anh không hiện diện, nhưng anh và thầy Đôm vẫn dõi theo tôi, cầu nguyện cho tôi và nâng đỡ tôi. Hẹn gặp lại anh trên nước trời nhé. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn thầy du xe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.